Thưa quý vị và các bạn, phong trào nông dân đoàn kết, tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong các phong trào được Hội viên Nông dân Lâm Đồng tích cực hưởng ứng. Từ hoạt động này đã tạo ra một sức lan tỏa mạnh mẽ để các nông hộ khá giàu hỗ trợ các hội viên khó khăn phát triển. Nhiều nông dân đã không ngần ngại bỏ công sức, tiền của, giúp đỡ cả về vật chất lẫn kỹ thuật để đẩy mạnh các chương trình phát triển sản xuất tại địa phương. Ông Trần Ngọc Hòa từ miền quê Thái Bình đến lập nghiệp tại Đà Lạt với bao khó khăn vất vả ban đầu. Nhưng với ý chí và nghị lực của mình, ông đã kiên trì bám trụ phát triển sản xuất, từng bước học hỏi kỹ thuật chuyển đổi cây trồng sang trồng hoa thương phẩm và đem lại thu nhập cao cho gia đình. Khi kinh tế khá giả và thấu hiểu những hoàn cảnh khó khăn khác, ông Hòa đã chia sẻ kinh nghiệm cũng như cho bà con trong vùng vay vốn, mua vật tư nông nghiệp trả chậm để phát triển sản xuất. Năm 2019 chuyển sang tổ hợp tác xã. Thì từ bây giờ là tổ hợp xã là chúng tôi phát triển được hơn 60 hộ, sau đó lên 80 hộ, bây giờ lên 136 hộ. Sản xuất trong nhà kính là được hơn 60 hectare, cùng làm ăn phát triển kinh tế tại địa phương. Từ sự tập hợp ban đầu, đến nay đã có hàng trăm lượt nông hộ được ông Hòa giúp đỡ. Nhiều người từ hai bàn tay trắng mà học hỏi được kỹ thuật sản xuất, tiếp cận được nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chất lượng để đầu tư canh tác. Nhờ vậy mà tại khu vực tổ dân phố Mang Linh, phường 7 Đà Lạt, đã hình thành nên tổ hợp tác chuyên sản xuất hoa cúc thương phẩm nổi tiếng, đảm bảo chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng. Ở đây thì làm thì mình sẽ được kiểu như học hỏi thế như kỹ thuật, như là mình sẽ học được cái thuốc để mình pha để nó ra rễ như thế nào, rồi cách mình cắt đọt như thế nào và cắm nó độ sâu và như thế nào. Hội nông dân tỉnh Lâm Đồng cho biết trong giai đoạn từ năm 2017 đến nay, các nông dân khá giàu trong tỉnh đã giúp đỡ những hộ nghèo, cận nghèo về kinh nghiệm sản xuất, về vốn với số tiền gần 11.400 tỷ đồng, hơn 78.600 công lao động, 27.540 con giống, gần 5 triệu cây giống. Bên cạnh đó, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn đã giúp cho 6.800 lượt gia đình hội viên nghèo, trong đó có gần 1.700 gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo. Những kết quả trên đã đem lại tác động tích cực trong đời sống nông dân nói riêng và có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung. Nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói chung và các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nói riêng đã góp phần quan trọng trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại. Tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Truyền thống này được các hội viên nông dân Lâm Đồng phát huy hiệu quả thông qua phong trào nông dân đoàn kết tương trợ nhau phát triển kinh tế. Mỗi nông dân là nhân tố tích cực gắn kết nhau tạo thành sức mạnh, cùng nhau sản xuất kinh doanh vì mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống của các cấp hội nông dân và vì một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.